Thưa quý vị, COVID-19 bùng phát trở lại khiến doanh nghiệp cả nước, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp Đà Nẵng gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù chính phủ đã ban hành nhiều quyết định, triển khai các gói hỗ trợ cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp, song đến nay, doanh nghiệp rất khó để tiếp cận các chính sách này. Khảo sát doanh nghiệp về thực trạng nhận các gói hỗ trợ COVID-19 lần 1 do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân vừa công bố sáng nay cho thấy, 80% doanh nghiệp không nhận được các gói hỗ trợ của chính phủ. Lý do chủ yếu là doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện. Các ngành được khảo sát gồm du lịch, lưu trú, ăn uống, tài chính ngân hàng, bảo hiểm, logistics, dịch may, công nghệ thông tin. Tại Đà Nẵng, việc doanh nghiệp tiếp cận các gói hỗ trợ cũng gặp nhiều khó khăn. Hiện nay thì qua các cái kênh thông tin cũng như là cái đường chính thống của Hội Nhân Trẻ thì có một số gói cứu trợ của chính phủ đến với doanh nghiệp. Thì nhìn ở một góc độ bản thân tôi thì hiện nay tôi cũng được ngân hàng hỗ trợ và giảm về mặt lãi suất. Đây là một cái tính tích cực mà cũng rất là tốt trong cái giai đoạn này. Còn những cái doanh nghiệp hội viên khác thì mình nghĩ rằng thì cũng người ta đang khó khăn thực sự trong giai đoạn này, cũng mong muốn rằng là thêm nhiều gói hỗ trợ hết sức thiết thực để cho doanh nghiệp nhận được cái tiền mà trong cái giai đoạn sớm này, chứ còn nếu không thì sau này thì càng ngày thì doanh nghiệp người ta càng khó khăn hơn. Theo khảo sát, tỷ lệ doanh nghiệp lớn nhận được gói hỗ trợ nhiều hơn so với doanh nghiệp nhỏ, trong khi các doanh nghiệp vừa và nhỏ là những đối tượng rất dễ tổn thương bởi khủng hoảng dịch bệnh. Doanh nghiệp chủ yếu tiếp cận được với gói gia hạn nộp thuế, các gói hỗ trợ khác tỷ lệ tiếp cận thấp. Nhiều doanh nghiệp cho biết gói hỗ trợ lần 1 có nhiều chính sách chưa phù hợp. Đó chính là rào cản cho việc chính sách khó đi vào cuộc sống. Doanh nghiệp càng không đặt nhiều kỳ vọng vào gói hỗ trợ lần 2. Hiện tại thì có gói hỗ trợ chưa đến được đối với doanh nghiệp chúng tôi. Những nguyên nhân thì chẳng hạn như gói hỗ trợ cho nhân viên để lãnh cái tiền trợ cấp thì theo quy định là phải quý 1. Cái doanh thu bằng không thì đối với doanh nghiệp như chúng tôi đang hoạt động thì rất là khó. Quý 1, chẳng hạn tháng 1, đầu tháng 2 thì chúng tôi vẫn hoạt động và chắc chắn là sẽ có doanh số. Cho nên là những cái quy định như thế cũng gây trở ngại cho việc các nhân viên nhận các trợ cấp. Và chúng tôi khuyến nghị là chính phủ nên điều chỉnh lại. Nếu có điều chỉnh khu vực Đà Nẵng và những cái tỉnh thành bị ảnh hưởng. Thực tế là bản thân doanh nghiệp mình cũng như là những doanh nghiệp hội viên cũng chưa hề thấy những cái chính sách nào cụ thể và chưa có những cái cách nào để mà tiếp cận được những nguồn vốn này. Cho nên cũng rất mong muốn sao thì phía ban ngành cũng như là chính phủ có những cái hướng nào đó hoặc là có những cái tiêu chí nào đó thoáng hơn để mà doanh nghiệp có thể tiếp cận dễ hơn đối với nguồn vốn để có thể vượt qua được những giai đoạn khó khăn như thế này. Hướng tới gói hỗ trợ lần 2, qua tìm hiểu, nhiều doanh nghiệp cho rằng chính phủ cần phân loại, đánh giá, lựa chọn doanh nghiệp để hỗ trợ, chú trọng hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc các ngành bị tổn thương bởi dịch bệnh. Các chính sách hỗ trợ cần rõ ràng, minh bạch về thủ tục cũng như đối tượng được hưởng. Cần giảm thiểu những phiền hà về thủ tục và quy trình tiếp cận các gói hỗ trợ, cần có các hình thức hỗ trợ phù hợp với các doanh nghiệp ở từng ngành, lĩnh vực và từng giai đoạn và cần nới lỏng các điều kiện tín dụng, miễn và giảm lãi vân vân. Các chính sách hỗ trợ đưa ra phải có tính khả thi cao và nhanh chóng đi vào thực tiễn.